Hôm nay 27 tháng 6 tôi lại tiếp tục đi câu lươn các cụ ạ. Đấy, chỗ này cái khe đá rất là đẹp, con lươn mà nó ăn rất là khôn, không có dính thì tôi có quay đây này, tôi quay các cụ, nó thò đầu lên nó, đấy này, con này ăn khôn lắm. Đấy, đấy, hô hô vào đầu đấy nhá. Rất là nhẹ nhàng, không dính này. Còn chưa? Rồi, dính rồi các cụ nha. To phết đấy các cụ ạ. To phết nha. Rồi, đây. Đây, để tôi bắt ra các cụ nhé. Đây, báo cáo các cụ là tôi vừa dùng cái dây này bắt được một con rồi. Đây này, vừa dùng bắt một con này, tôi tìm sang một lỗ khác. Nãy là tôi bắt được cái lỗ bên kia nhá. Để tôi tìm sang lỗ bên này khả năng có một con, khả năng rất là cao. Rất cao. Cái lỗ này là hay được. Nhử cho nó lên này. Con này ở đây cũng có một con mà nó ăn khôn lắm. Kéo xuống nó nhả ra, kéo xuống nhả ra là không giật được các bộ, không dính được nó đâu. Cái con này dính lưỡi câu nhiều lần rồi. Đó, nó thủng nước đấy. Đó, kéo nó ăn. Đó, nó nhá cái nó nhả ra các bộ. Đó, đó, đó. Úi, phật cái, rồi mất mồi nhá. Mất mồi không dính các bộ nhá. Còn tí mồi cứ để xem sao. Cái lỗ ngang này. Không dính nó cũng khôn ghê luôn, nó khôn, nó thủ nước đó, cắn này đó, không dính nhá, mất mồi không dính. Đấy, tôi bắt được thì báo cáo các cụ, báo cáo cụ tôi thả cái dây khác xuống rồi nó lại ăn rồi. Con này tôi để cho ăn kỹ đi. Đây, nó chán này, nó nuốt mới dần mới bắt được này, không thì sẽ không bắt được nó đâu. Để xem nó nuốt đi. Con này khôn lắm. Đấy, nó lại nhả ra, nó kéo ra kéo vào. Nó làm ra làm nào. Hy vọng là nó bắt được nó nhé. Khó lắm, con này khó, khó nó ăn kỹ lắm. Nặng lắm, nặng lắm. Đây, cho nó
cho nó ấy đi. Để tôi giữ cái này, giữ cái dây này cho dây xuống nữa nhá, cho ống hút xuống không có đứt, ống hút xuống không đứt đấy. Này đèn nó cũng nhé, cái này chắc chắn bắt được rồi, nó to rồi, nó to nhưng mà cái lỗ này hơi nhỏ, lỗ hơi nhỏ có gụa, tôi phải lừa ra chỗ to mới bắt được. Cô một tay cho nên khó, làm cái dây xuống, làm cái mút. Cầm một cái dây này rất là căng các bạn. Để nó kéo rất là căng. Để một tí cho nó mệt đấy nè. Để một tí cho nó mệt đấy nè. Nó mệt à. Con này nuốt rồi. Tôi thấy nó nuốt rồi. Đây cái đầu lên đây này. Đầu lên đây mà nó không chịu ra này. Đấy con này to các cụ nhá. Wow. Wow, cái đầu này ui giời. Có cái dây nó cũng nhìn cái đầu này ấy. Cái đầu này ui giời nó nuốt rồi. Ai à. Đã chưa. Ui giời con này lớn lắm các cụ ơi. Con này ngoài 4 lạng rồi. Con này ngoài 4 lạng các cụ nhá. Rồi lên. Lên các cụ nhá. Đấy. Dình mãi anh ạ, con này khôn lắm. Ây da, con này trên 4 lạng các cụ nhá. Đây. Hồi nãy tôi được một con nữa đây. Hồi nãy được con này để đây rồi. Đấy thôi, hai con về thôi. Về thôi. Cảm ơn anh. Đấy, em dình mãi đấy. Em dình mãi con này nuốt rồi, nuốt lưỡi câu rồi. Đấy, con này to lắm nha các cụ nhá. Đây để tôi dậm vào đây xong này. Tôi lấy cái tay tôi cầm cho các cụ thấy một con này nó to cỡ nào. Đây. Đây. Ai à, nó nuốt cái lưỡi câu rồi. Nuốt rồi. Nó không nuốt là con này nó ăn khôn lắm anh ạ. Em phải để một lúc lâu. Thật là lâu nó nuốt mới bắt được. Con này ăn khôn lắm. Đấy, thôi được hai con rồi. Và hai con kia bé hơn. Con này thì trên 4 lạng. Con này chắc 4 lạng, 4 lạng rưỡi. Con kia chỉ được hơn 3 lạng thôi. Đấy, đã chưa. Sướng anh thấy phê. Hôm qua em được hai con được 6 lạng. Hôm nay hai con này chắc được khoảng hơn 7 lạng. Là hai con này chắc là 7 lạng đấy. Đấy. Nó như thế này cơ mà nó to như này. Đây. To này. Hai con ở nhà vẫn để nguyên. Đấy giờ nó chịu chết rồi, nó nằm mà nó khỏe ghê luôn, kéo mãi mới lên. Đấy nó mập đến tận cái đuôi này, cái đuôi nó không có chót vót như là mấy con lươn đói. Con này ở đây là lươn sông này nó ăn no. Đấy cho nó bơi thoải mái này. Đấy nó bơi thoải mái cụ nha. Và không lưỡi em câu lưỡi có ngạnh, em không câu lưỡi thường đứt ngay. Đấy, hôm nay là có khán giả luôn các cụ ạ, đây anh ấy ra anh ấy xem, quay chân thì lịch sự quay chân không quay người, nó chịu chết rồi đấy, nó đơ rồi. Đấy em được con nữa đây anh, và em được con nữa đây, con nữa em mới bỏ vào hộp đây này, đấy, cái túi hôm nay là chưa kịp ấy đây, bỏ vào hộp này, đây. Con này khoảng hơn 300 gram, khá to. Ok, rồi cảm ơn anh nhá. Rồi em cũng nghỉ thôi. Được hai con này phê lắm rồi. Đây báo cáo các cụ là đấy. Sau khi câu được con hai con lươn thì bây giờ cũng là 4 giờ chiều rồi. Tôi tiến hành đi về thôi. Hai con lươn đây. Hai con đây. Đấy. Hôm nay là 27 tháng 6 năm 2021. Đấy. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khắp nơi, ngoài đường không có người đi mấy. Đấy, tôi hôm qua tôi câu được hai con 600 gram hai con, hôm nay là hai con này dự kiến khoảng 700 gram. Đây. Đấy, tôi cũng ước chừng rồi nhưng mà bây giờ tôi cân thử xem sao. 735 gram các cụ nhé, 735 gram mà trừ bì đi thì coi như mình coi như là 700 đi. Đấy, hai con lươn là 700 gram, một con 300 còn 400. Đấy, đại loại vậy. Thế coi như là hôm qua là tiến hành. Hôm qua tôi vẫn chưa thịt nên tí về tôi sẽ quay cái đoạn mà có 4 con. 4 con này là 1.3 các cụ nhá. Đấy. Đây, như đã hẹn các cụ này, tôi này thì câu về hai con này được 700 gram. Đấy. Con thứ nhất dính vào cái còng này thì có cụ nhìn lên câu chút xíu, độ như dầu chút xíu này mới dính vào. Ăn rất là khôn các cụ nhá. Đây. Đây.
đấy, vào đây chân dùng nó đây, đây cho nó vào đây đã, sẽ có bao này ra, nó đục thủng cái bao này, nó của thủng cái bao này. Còn nữa đây nó cũng nhá, đây còn nữa đây, bốn con, hai ngày tôi được bốn con, một tí ba, tính một tí ba, khả năng nó hơn tí nhưng mà chỉ tính được một tí ba thôi. Nó đục thủng cái bao này rồi thì mình vẫn phải lấy cái túi chuyên dụng ra để mà đựng đơn. Còn tháo nước đã, còn tháo nước ra này. Lươn nữa cụ nha, bốn con. Con này mới câu được này, con này câu hôm qua này, con này câu hôm qua này, đây, con hôm nay đây, đây tổng cộng bốn con, một tí ba nó cũng, nó nuốt được câu mà nó vẫn sống sót bình thường. Như con bốn lạng này khả năng là để ngày mai khi con ngả được cái lượng câu ra cơ. Con này để mấy ngày nó khi mà ngả cái câu đấy, lớn như này. Trong ngày thôi chỉ có 400 gram, con lớn hơn. Con năm trước là tôi câu nó bằng bắp tay ấy, bằng bắp tay thôi, bằng cổ tay thôi. Tôi cao 1m74, nặng 70kg mà con nó bằng cổ tay thôi, không lấy được đúng 1kg luôn. Báo cáo với cụ là đây, thành quả lao động sau 2 ngày nhé. Hôm nay là hai cái con này. Tôi rất nhiều những cái dây câu đây, cái dây này khác, cái dây này khác, cái dây này khác nữa. Đấy, tôi làm rất là nhiều cái chủng loại khác nhau để câu những con lươn khác nhau. Bốn con nhé, bốn con và một tí ba, hôm qua 600 gram hai con, nay 700 gram hai con. Khả năng là chiều nay cái này thịt hai con có được câu trong mồm này, hai con này có được câu trong mồm này.